bệnh mạch vành đáng sợ như thế nào không? Trên thế giới, cứ 2 giây có một người chết vì bệnh tim mạch. Mạch vành là căn bệnh số 1 gây ra tử vong trong các bệnh về tim. Tại Việt Nam có đến 7,6 triệu người tử vong mỗi năm, biến chứng tàn tật vĩnh viễn ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Vậy điều gì gây ra bệnh mạch vành? Động mạch vành là hệ thống mạch máu có chức năng nuôi dưỡng quả tim. Bệnh động mạch vành có nghĩa là dòng máu từ động mạch vành tới cơ tim giảm sút, khi đó cơ tim không nhận đủ oxy và dinh dưỡng. Sự hình thành của các mảng xơ vữa trong lòng mạch là một tiến trình kéo dài với sự lắng đọng từ từ của lipid trong lòng động mạch, làm cho lòng động mạch ngày càng dày lên, cứng lại và mất tính đàn hồi. Các mảng xơ vữa gây ra viêm, chíp hẹp lòng mạch và vỡ ra, dẫn đến hình thành các cục máu đông tắc nghẽn lòng mạch. Máu không lưu thông được dẫn đến thiếu máu nuôi tim. Sẽ dẫn đến những biến chứng như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đời sống thực vật ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Nguy cơ gây bệnh mạch vành: do mỡ trong máu cao làm hình thành các mảng bám gây tắc nghẽn mạch máu. Hút thuốc lá chứa nicotine làm gia tăng tình trạng xơ vữa. Hay những người thừa cân béo phì, người sử dụng nhiều rượu bia cũng làm gia tăng tình trạng xơ vữa mạch máu. Bạn điều trị bằng rất nhiều phương pháp từ thuốc Tây, thuốc Bắc hoặc thực phẩm chức năng nhưng tình hình không tiến triển. Bạn có biết để điều trị dứt điểm bệnh mạch vành cần loại bỏ các mảng xơ vữa bám ở thành mạch gây tắc nghẽn mạch máu, giúp máu lưu thông tốt, hồi phục trái tim tổn thương do phải làm việc quá sức và cung cấp năng lượng cho tim hoạt động khỏe mạnh, tránh tình trạng thiếu máu cơ tim. Bilora giới thiệu đến bạn bộ 3 thuốc thảo dược Bilobo từ Mỹ điều trị dứt điểm bệnh mạch vành với thành phần Thalthan Phytosum, Event Cholesterol và L-Arginin, chiết xuất 100% từ các loại thảo dược thiên nhiên. Thành phần thuốc thảo dược loại bỏ mỡ trong mạch vành Event Cholesterol bao gồm tocotrienol chiết xuất từ dầu cọ, anthocyanin chiết xuất hoa bụt giấm, niacin, citrinol chiết xuất cam quýt và trái cọ, polymethoxylat flavon chiết xuất từ vỏ cam. Niacin giúp loại bỏ nồng độ cholesterol có hại và triglycerides, duy trì huyết áp ổn định. Tocotrienol chiết xuất dầu cọ, loại bỏ mảng cholesterol bám vào thành động mạch, bảo vệ hệ thần kinh luôn khỏe mạnh. Anthocyanin chiết xuất từ hoa bụt giấm, chống oxy hóa mạch máu, ngăn chặn sản sinh cholesterol có hại. Polymethoxylat flavon chiết xuất từ vỏ cam, chống oxy hóa mạch máu, ngăn chặn và kiểm soát gan tiết cholesterol có hại. Citrinol chiết xuất từ cam quýt và trái cọ, tăng độ đàn hồi thành mạch, kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Thành phần thuốc thảo dược loại bỏ xơ vữa, bảo vệ mạch máu L-arginin từ ngũ cốc lúa mì, giúp đánh tan mảng xơ vữa, loại bỏ cholesterol xấu, tăng độ đàn hồi mạch máu. Thành phần thuốc thảo dược phục hồi tim mạch Halton Phytosum gồm Grisgert Monogener từ lá và hoa táo gai, Glycemate chiết xuất đậu tương, Halton Phytosum tinh bột từ táo gai và đậu tương. Với thành phần Grisgert Monogener chiết xuất tinh bột từ táo gai, tăng cường lưu thông máu, khôi phục huyết áp ổn định. Glycemate chiết xuất từ đậu tương, loại bỏ cholesterol có hại, tăng khả năng và sức sống của các tế bào. Thalthan Phytosum tinh bột từ táo gai và đậu tương, ngăn hình thành cục máu đông, ngăn chặn tình trạng thiếu máu cơ tim. Với vùng trồng dược liệu rộng hàng ngàn hecta tại Canada,
dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn chất lượng Mỹ. Đồng thời qua sự kiểm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, Bilora cam kết chữa dứt điểm bệnh mạch vành chỉ sau một phác đồ điều trị. Với trường hợp mạch vành hẹp từ 10 tới 20% sử dụng một liệu trình. Mạch vành hẹp từ 20 tới 50% sử dụng hai liệu trình. Hẹp từ 50 tới 75% sử dụng 3 liệu trình. Và trên 75% sử dụng 4 liệu trình. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline 0909 316 597, 0962 158 661. Bilora sẽ tư vấn và giúp bạn điều trị dứt điểm bệnh mạch vành. Để biết thêm thông tin chi tiết, Bilora mời bạn truy cập website quendibenhmachvanh.com. Chúc bạn luôn vui khỏe.